Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev vào ngày hôm qua với cam kết hỗ trợ an ninh nhiều hơn cho Ukraine. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Zelensky với quan chức Mỹ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hơn 2 tháng trước. Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cam kết khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp cho Ukraine, trong đó khoảng 300 triệu đô la Mỹ để giúp quốc gia Đông Âu này mua sắm các loại vũ khí cần thiết. Khoản viện trợ này cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nước đồng minh trong khu vực của Ukraine sau khi những quốc gia này đã gửi vũ khí cho quốc gia láng giềng. Cùng với khoản viện trợ mới này, tổng số tiền mà Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột đến nay là 3,7 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức bổ nhiệm đại sứ Mỹ hiện nay tại Slovakia làm đại sứ Mỹ tại Ukraine, một vị trí đã bị bỏ trống kể từ năm 2019. Nga tuyên bố sẽ trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT trong năm nay. Ngoài khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại tên lửa này có thể mang một số vũ khí siêu thanh. Tên lửa SAMAT nặng 200 tấn là thế hệ thứ 5 của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng. Tên lửa này có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Bộ Quốc phòng của Nga tuần trước đã công bố vụ phóng thử thành công tên lửa SAMAT. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến vụ phóng thử và gửi lời chúc mừng. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các thành phần được sử dụng trên tên lửa đều do Nga phát triển. Bất chấp những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chi tiêu quân sự trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Đây là báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa công bố. Năm 2021, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng năm thứ bảy liên tiếp lên 2.100 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Mỹ vẫn là nước chi tiêu cho quân sự nhiều nhất với 801 tỷ đô la Mỹ. Trong thập niên qua, chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm tới 39% chi tiêu toàn cầu. Trung Quốc là nước có chi tiêu quân sự nhiều thứ hai trong năm 2021 với 293 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, nhiều quốc gia thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đẩy mạnh chi tiêu quân sự. Theo đó, 8 quốc gia thành viên của NATO đã đạt mức mục tiêu dành 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP chi tiêu cho quân sự. Dự đoán chi tiêu quân sự ở châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022.